Xin mời cô Tôn Nữ Tuấn Nam sẽ có phần tư vấn cho chị Vũ Thị Quyên ở thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Chị có hỏi như sau ạ. Thu cà phê xong thì sau bao lâu nên bón phân mùa khô là hợp lý nhất ạ? Dạ xin À, vâng. Nữ Tuấn Nam. À, chào chị Quyên ạ. Thì cái việc bón phân cho cà phê vào mùa khô là bây giờ hầu như gia đình nông dân nào trồng cà phê cũng đã làm hết rồi. Phải không? Và khi mà chúng ta xác định bón phân trong mùa khô là phải có nước, phải có tưới nước thì chúng ta mới bón phân. Tại vì đất có đủ độ ẩm thì cây mới có thể hấp thu cái lượng phân bón chúng ta bón vào. Thông thường chúng tôi sẽ khuyến cáo, và cả cái quy trình trồng cà phê do Bộ Nông nghiệp ban hành, họ khuyến cáo là bón cho cà phê vào đợt tưới nước thứ hai, được tưới nước thứ hai. Cái lý do là vì thế này, cà phê như chị Thảo nói đó, khi nào mà nó phân hóa mốt cành rồi thì chúng ta bắt đầu tưới nước đợt đầu tiên, cũng có nơi là 2 tháng, có nơi 2 tháng rưỡi, tùy theo điều kiện thời tiết của năm đó, tức là kể từ cái cơn mưa cuối, kể từ cơn mưa cuối cho tới khi đó, khi chúng ta tưới nước đó, là nó chịu hàng được dữ lắm. Có năm nó chịu hàng được 3 tháng nếu như mà thời tiết không có nóng lắm. Nhưng chúng ta xác định bằng cái sự phân hóa mầm ngoại cánh cành như chị Thảo đã nói là hoàn toàn nông dân chúng ta là vẫn hay làm như vậy, nhìn nhìn cây mà để mà tưới nước. Như vậy tưới nước đợt đầu, nó quay lại cái vấn đề bón phân. Cái tưới nước đợt đầu á thì người ta cũng chưa khuyến cáo bón phân. Vì bà có hình dung là cây cà phê đang chịu một cái thời gian khô hạn rất là lâu dài. Có khi 2 tháng, có khi hơn nữa. Và khi mà cây bị khô hạn như vậy thì gần như tất cả các cái hoạt động của cây nó ngừng lại để mà bảo tồn cái năng lượng như nó, mà nó kể cả bộ rễ cũng hoạt động rất là yếu. Cho nên là chúng ta bón phân trong đợt một thì cái sức hấp thu của cái rễ nó không có được nhiều. Hơn nữa trước đây bà con mình hay dùng cái biện pháp tưới là tưới gốc, đưa một cái lượng nước rất lớn, và lượng nước đầu tiên bao giờ cũng lớn hơn những cái lượng nước đợt 2, đợt 3 vào khoảng 15% cả. Cho nên cái lượng nước rất lớn vào trong một cái hố như vậy, mà nếu như chúng ta bón phân một cái lượng lớn vào đợt 1 thì cái khả năng phân đó nó bị cuốn khỏi cái tầng rễ hút của cây cà phê nhiều hơn. Và cây nó cũng không hấp thu được nhiều hơn, do bộ rễ bây giờ mới được kích hoạt trở lại để hoạt động trở lại, hấp thu phân bón. Cho nên là người ta hay khuyến cáo bón trong cái đợt nước tưới thứ hai. Thế thì chỉ cứ căn theo đợt nước tưới mà bón, chứ mình không kể là bao nhiêu ngày cả. Tại vì có những năm mà thời tiết ôn hòa mà mình tưới chậm thì mình bón chậm lại. Nói là bón đợt tưới thứ hai, nhưng thực tế rất nhiều người bà con nông dân cũng bón trong đợt một và cũng rất có hiệu quả cả đợt một và đợt hai. Bà con bón như vậy thì tôi chỉ có cái lời khuyên là thế này. Những cái vườn nào mà kiệt sức á, sau thu hoạch á, kiệt sức quá do đợt trước chúng ta bón phân không kịp, hoặc là cái đợt ba do bị trời nặng rồi chúng ta bón phân không kịp chẳng hạn, cây bị kiệt sức sau thu hoạch, hoặc là do cái năm trước nó thu được rất là nhiều quả nó cũng bị kiệt sức sau khi thu hoạch, cho dù chúng ta có bón phân nhiều, thì chúng ta cũng nên bỏ một cái lượng phân nhỏ vào trong đợt một để cho nó cây nó được bổ sung dinh dưỡng kịp thời. Chúng ta chỉ bón chừng 2 lạng thôi, rồi cái lượng phân mà chính chúng ta sẽ bón vào trong cái đợt nước tưới thứ hai, thì tổng cái lượng phân bón thì vào khoảng đâu đó khoảng 5 lạng trong mùa khô, suốt cả mùa khô như vậy. Thì bà con bón thế nào cho hợp lý thì chủ yếu là bón đợt hai, nhưng khi cần thiết cũng nên bón chia ra làm 2 lần để bón cả đợt hai khi tưới.